Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện tại thì chị đã quay trở lại cùng với chúng mình trên kênh fanpage của học văn chị Hiên Chuồng, cơ sở lớp 6789. Và không biết là hiện tại thì các bạn đã kịp vào đây xem phần phát trực tiếp của chị chưa ạ? Những giây phút đầu giờ là những cái giây phút mà để chị chờ đợi các bạn vào đây xem phần phát trực tiếp nhá. Và nhanh chóng vào đây cùng với chị và đừng quên chia sẻ phần phát trực tiếp này cho chị nha. Rồi, chị chào Khánh Linh, xin chào Hà Nhi, xin chào em. À, chị chào Tuyết nhá. Các bạn ôn thi vào 10 đến đâu rồi? À rồi, bạn Anh Đức đúng không? Chị chào em. Các bạn đã ôn thi vào 10 đến đâu rồi? Nắm chắc kiến thức các tác phẩm chưa? Nào, chia sẻ một chút về cái hành trình ôn thi vào 10 cùng cho chị nào. Để chị xem là hiện tại thì các bạn đang khó khăn, gặp khó khăn ở đâu nào. Để chị mở một cái list nhạc nào đó nhé. Rồi, xin chào các em. Nào, hiện tại thì cái tình hình ôn thi vào 10 của các em thế nào rồi? Đã nắm chắc được kiến thức của tất cả các tác phẩm ôn thi vào 10 chưa? Đã tự tin với cái việc là mình sẽ đi làm văn nghị luận đó? Tự tin về cái việc là mình sẽ đi phân tích văn bản một cách trôi chảy và nhuần nhuyễn chưa? Em còn kém phần liên hệ này, em bị thiếu dẫn chứng. Rồi, các bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác thì sao? Nào, hôm nay mà không có quá nhiều bạn vào đây xem là có lẽ là chị sẽ không giảng đâu nhá. Mọi hôm các bạn vào đông lắm mà, hôm nay đi đâu hết rồi? Em phân tích văn bản bị sơ sài à? Bị sơ sài thì phải học lại kiến thức nền nhá. Nắm chắc được cho chị các luận điểm thì khi đó thì em mới có cái để viết được. Làm sao để viết văn kịp thời gian? Để kịp thời gian thì nhất định các bạn phải viết cho chị cái dàn ý ra. Phải có dàn ý ra thì các bạn mới bám vào cái dàn ý các bạn viết được. Không thì là các bạn cứ để buông thả mình ấy, cứ viết vô tội vạ là các bạn sẽ bị lố thời gian đấy. Và các bạn sẽ không ngừng lại được đâu. Là bắt đầu lại bị thiếu bố cục của bài. Thời gian không đủ. Thực ra ấy, cái khi mà các thầy cô ra đề cho các em là các thầy cô đã căn chỉnh đúng cái thời gian nhá. Các thầy cô đã tính toán cái lượng thời gian để các bạn phân bố vào làm từng câu rồi. Thế cho nên là không có cái chuyện là không đủ thời gian đâu. Cái không đủ thời gian là do cái gì ạ? Do các bạn phân chia cái thời lượng làm bài chưa được tốt. Các bạn chưa có cái kỹ năng, hiểu không ạ? Các bạn chưa có cái kỹ năng để có thể làm gì. Các bạn có thể là phân chia từng câu một là các bạn cần viết gì, các bạn nên làm gì. Và các bạn phải biết được rằng là đọc hiểu chúng ta chỉ làm trong vòng 15 đến 20 phút thôi. Nghị luận xã hội chúng ta sẽ làm trong khoảng 30 phút chẳng hạn. Còn lại tất cả cái lượng thời gian các bạn sẽ dồn vào câu cao điểm nhất, đó chính là câu nghị luận văn học. Thế thì để làm tốt được như thế thì các em phải có dàn ý. Chị nhắc đi nhắc lại rồi, các bạn học sinh lười làm dàn ý lắm, thực sự luôn. Nhưng mà các bạn biết không, cái việc mà các bạn viết dàn ý ra ấy, nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều. Các bạn không bị bỏ sót ý. Rồi sao nữa ạ? Các bạn không bị viết lan man, viết dài thành viết dại đấy. Thế cho nên là các bạn phải chú ý nhá, đặc biệt là những bạn học sinh giỏi văn. Các bạn học sinh giỏi văn các bạn chuyên viết dài. Bởi vì sao? Đã quen cái kiểu viết học sinh giỏi rồi mà. Quen cái kiểu viết học sinh giỏi rồi. Và đến cái khi mà thi vào 10 á, người ta không yêu cầu các bạn quá cao, là các bạn lại bắt đầu là lôi hết tất cả lý luận văn học, lôi hết tất cả những cái gì mà tinh túy ra để viết vào đấy. Thực sự là tốt đấy. Nhưng mà bị phí cái thời gian của các bạn. Thay vào đó thì các bạn có thể làm được nhiều cái tốt hơn. Là việc là các bạn cứ đi lan man, các bạn viết dài. Các bạn hiểu không ạ? Đấy nhá, các bạn ở đây thì phải hiểu cái điều đó. Chị, cái tính chất của cái kỳ thi vào 10 này nó sẽ rất là khác so với việc là các bạn đi thi học sinh giỏi. Thế cho nên là các bạn học sinh giỏi đừng có cái nghĩ rằng là cái đi thi này thì mình có bao nhiêu, mình cứ sâu hết ra. Sai lầm đấy. Bởi vì kỳ thi vào 10 các bạn có 120 phút đúng không? 120 phút mà các bạn phải giải quyết cả đọc hiểu này, cả nghị luận xã hội này, rồi lại có cả nghị luận văn học nữa. Thì làm sao mà chúng ta có thể là toàn tâm toàn ý giải quyết từng bài một cách trôi chảy nhất? Thì chị mong rằng là các bạn học sinh ở đây đó, các bạn sẽ làm được cái điều đó nhá. Nhớ là phải viết dàn ý ra. Rồi, cách lập dàn ý như thế nào? Cách lập dàn ý của chúng mình thì các bạn đối với nghị luận văn học nhá, các bạn sẽ bám vào những cái luận điểm mà đã được các thầy cô giáo hướng dẫn ở trên lớp. Chúng ta sẽ có được những ví dụ như về thơ chẳng hạn. Khổ 1 nói về cái gì, khổ 2 nói về cái gì thì các bạn đều được dạy hết rồi. Cái kiến thức cơ bản là kiến thức mà ai cũng được trang bị rồi.
không bạn nào là không có cái kiến thức cơ bản ấy cả. Và chính cái kiến thức cơ bản ấy mới chính là cái gì ạ? Cái mà các bạn cần đưa vào bài viết. Các bạn phải biết được rằng là đối với cái đoạn này hay là đối với cái khổ này, nó có nội dung chính là gì, đúng không ạ? Đối với làng thì đâu là cái đoạn mà nó nói về tâm trạng của ông hai trước khi mà nghe tin làng chợ dầu theo giặc. Hay là đối với gì ạ? Đối với viếng lăng Bác, đâu là những câu thơ mà nói về gì ạ? Cái tâm trạng của tác giả khi mà vào trong lăng. Thì các bạn đều phải biết điều đó và phải nắm được điều đó nhá. Có nghĩa là chị Vương hay nhắc học sinh của chị ấy, là các bạn muốn làm tốt được nghị luận văn học, các bạn phải hiểu dẫn chứng, biết dẫn chứng và nhớ được dẫn chứng. Hiểu dẫn chứng nghĩa là gì? Là các bạn phải biết được là cái khổ thơ ý hay là cái đoạn văn ý nó đang nói về cái nội dung gì. Phải nắm được, đấy chính là luận điểm đầu tiên các bạn phải đưa vào. Cái đầu tiên các bạn phải đưa vào. Tiếp theo, sau khi mà các bạn đã biết được là cái đoạn ý nói về cái gì rồi, thì các bạn phải hiểu được những câu ở trong đoạn đó nó đang có hình ảnh gì để chúng ta có thể phân tích, nó đang có cái nghệ thuật gì để chúng ta có thể khai thác. Và lúc bấy giờ thì các bạn sẽ đi triển khai ý, đúng không ạ? Triển khai các ý nhỏ để phục vụ cho cái luận điểm chính lớn. Được chưa nào? Thì đấy chính là cái cách để các bạn ghi nhớ. Và nếu mà các bạn không nhớ được thì các bạn có thể ghi ra một cái tờ giấy á, tờ giấy nốt á. Thì các bạn cứ mỗi ngày một tác phẩm thôi, hoặc là 2-3 ngày các bạn ôn một tác phẩm chẳng hạn, các bạn cứ viết ra, các bạn dán ở trên cái bàn học của các bạn. Các bạn nhìn vào là đối với Mùa Xuân Nho Nhỏ thì chúng ta có những cái luận điểm nào, đối với Làng Của Ông Hai thì chúng ta có những cái luận điểm nào, Chiếc Lược Ngà thì chúng ta có những cái luận điểm như thế nào. Thì lúc bấy giờ làm sao ạ? Lúc bấy giờ các bạn mới có thể học được. Và đừng học lan man là mỗi ngày tôi đá qua một ít, mỗi ngày tôi đá Mùa Xuân Nho Nhỏ một ít, tôi lại đá viếng Lăng Bác một ít. Mà các bạn học tác phẩm nào, học cái văn bản nào, các bạn phải dứt điểm cho chị văn bản đó nhá, phải dứt điểm văn bản đó. Đồng ý không? Rồi, ok. Chị giảng nói với con đi. Vừa hôm trước chị giảng nói với con ở trên TikTok em ạ. Chị đã giảng nói với con ở trên TikTok rồi, thì chị sợ rằng là ngày hôm nay mà giảng lại thì các bạn lại không muốn nghe. Giản ý câu nghị luận xã hội. Giản ý câu nghị luận xã hội thì tùy em ạ, tùy vào từng dạng nghị luận xã hội. Rồi, ngày hôm nay thì nói một chút về Mùa Xuân Nho Nhỏ. Nói một chút về Mùa Xuân Nho Nhỏ nhá. Buổi trước thì chị nhớ rằng là có một cái hôm á, mà chị đã giảng ở trên bếp của mình rồi. Chị nói về Mùa Xuân Nho Nhỏ, nhưng mà chị chỉ nói với các bạn về cái gì ạ? Về cái khổ một thôi. Chị chỉ nói với các bạn về khổ một thôi. Thế thì ngày hôm nay ngày hôm nay thì chị sẽ nói qua, nói sơ lược toàn bộ cái bài Mùa Xuân Nho Nhỏ này nhá. Tuy nhiên là cái việc mà kiến thức nền, cái kiến thức cơ bản của các bạn đều có trang bị tất cả rồi. Thầy cô đã giúp cho các bạn có hết được những cái kiến thức nền rồi, mà ngày hôm nay chị chỉ nói lại thôi. Chị nói lại và chị sẽ đào sâu cho các bạn xem là đâu sẽ là cái phần nhấn, đâu sẽ là cái chỗ mà người ta hay ra đề thi. Được không? Nhá. Rồi. Tiết tầm bao nhiêu trang? Về nghị luận văn học hay là nghị luận xã hội? Đó, các bạn hỏi thì các bạn phải đặt rõ câu hỏi ra nhá, là xem là đối với những cái dạng câu hỏi như thế nào thì chị mới có thể trả lời được. Và ngày hôm nay người bạn đồng hành cùng với chúng ta, đơn giản đúng không? Ai cũng biết rồi, chính là tài liệu khóa học chạy văn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài Mùa Xuân Nho Nhỏ các em nhá. Và nhớ rằng là chị sẽ không viết ra, mà bây giờ thì yêu cầu cái việc là các bạn phải lắng nghe. Các bạn phải lắng nghe và các bạn sẽ ghi chép lại. Có thể là trong cái quá trình giảng chị sẽ nói ra một cái câu nào đó hay chẳng hạn, thì các bạn phải nhanh chóng viết vào nhá, phải nhanh chóng viết vào. Rồi, nào, bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, trang số 31. Trang số 31. Khi nào chị mới giảng đến tác phẩm truyện ạ? Có lẽ là tuần sau nhá. Tuần sau chị sẽ nói đến truyện. Các bạn thích truyện à? Chị đang thấy mấy đứa nó cứ đòi là chị ơi giảng thơ đi. Thấy chuyện khó à? Thực ra nhá, các bạn nghĩ là chuyện khó thôi, nhưng mà chuyện này rất là dễ các em ạ. Bởi vì sao? Chúng ta dựa vào những cái câu văn ấy. Câu văn ấy trong cái bản thân của cái câu văn ấy nó đã làm phân tích rồi. Đó, thế cho nên là chuyện dễ lắm. Có thơ ấy thì các bạn phải nhớ hình ảnh, nhớ nghệ thuật, nhớ tất cả các thứ để có thể là phân tích được một cái câu thơ. Phân tích thơ khó hơn đấy. Chị có lịch like không? Đối với Pet á, đối với Pet thì thường chị sẽ like vào tối thứ năm các em nhá. Có cái buổi tuần này thì chị bị vướng lịch, tối hôm qua thì chị có lên trên like á. Tối hôm qua thì các bạn có xem phần phát trực tiếp của chị không? Chị với chị Quỳnh đấy.
Tối hôm qua thì chị với chị Quỳnh có like ở trên bếp, thế cho nên là cái lịch học của chúng mình thường như thường tuần đấy, như mọi tuần thì nó bị xáo trộn. Và chị đã phải chuyển lịch là sang tối thứ sáu ngày hôm nay. Thế cho nên là tuần sau nhá, từ tuần sau thì chúng ta cứ lịch cố định đó chị, tối thứ năm hàng tuần sẽ vào đây để ôn luyện thi vòng 10. Và ở trên TikTok thì tối thứ tư hàng tuần nhá, 8:30 tối thứ tư là sẽ là lịch chị em mình ôn thi. Đó. Không biết lấy đoạn văn nào. Nếu mà là thi vào truyện ý thì chắc chắn là các bạn sẽ được trích sẵn cái phần truyện ý ra cho các bạn. Đó, cho nên là các bạn không phải lo lắng đâu. Rồi, với mùa xuân nho nhỏ các bạn ơi, quay trở lại vào đây cùng với chị nào. Chúng ta cùng nhau nói về mùa xuân nho nhỏ nhé. Buổi trước thì chị cũng đã nói rồi, nếu mà các bạn chưa nghe thì các bạn có thể tìm lại những cái video ở trong tuần trước chị đã nói về mùa xuân nho nhỏ. Chị có giải nghĩa cho các bạn về gì ạ? Về nhan đề. Chị nói cho các bạn về nhan đề đúng không? Mùa xuân là danh từ, nho nhỏ là một tính từ. Đó, thì ở danh từ này nó thể hiện điều gì, tính từ này nó thể hiện điều gì thì chị đều đã nói hết rồi. Và ngày hôm nay thì chị sẽ không nói lại cái điều này nữa. Và các bạn sẽ tìm lại nhá, tìm lại cho chị cái video và các bạn sẽ nghe lại cái nhan đề này. Và bây giờ thì có lẽ là chị sẽ nói về những cái câu thơ ở trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ để cho các bạn có thể kịp ghi chép. Các bạn ơi, nếu mà các bạn cảm thấy khó khăn ấy thì các bạn có thể lấy cho chị nhá, lấy cho chị một cái cuốn sách giáo khoa. Nếu mà sách giáo khoa của các bạn chưa viết gì vào sách giáo khoa thì các bạn bây giờ có thể chú thích luôn vào sách giáo khoa cũng được, được không ạ? Chú thích luôn vào trong sách giáo khoa cho chị cũng được, không sao đâu, các bạn càng dễ học. Thế thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng cuộc sống của chúng ta là một cái món quà đẹp, có thể là đẹp nhất của tạo hóa dành tặng cho mỗi con người, đúng không? Chúng ta được sống, chúng ta được tận hưởng, nhưng mà còn phải làm gì? Phải tận hiến nữa. Thế cho nên là Tố Hữu mới từng viết rằng như thế này: nếu là con chim chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Và đây chính là cái nguồn cảm hứng chung mãnh liệt để thôi thúc nhà thơ Thanh Hải cầm bút viết nên cái thi phẩm rất là nhân văn, đó chính là Mùa Xuân Nho Nhỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ các em nhé. Rõ ràng là những thông tin liên quan đến tác giả tác phẩm thì các bạn đều biết rồi đúng không ạ? Nhớ này, đây chính là cái tài liệu của khóa chạy văn thì các bạn có thể nhìn vào đây. Chúng ta đều biết được rằng một vài những cái thông tin liên quan đến tác giả tác phẩm thì các bạn viết luận điểm nào? Các bạn còn nhớ không? Các bạn còn nhớ là chúng mình sẽ đưa cái thông tin này vào luận điểm nào không? Ngay sau khi mà các bạn viết mở bài xong, các bạn xuống phần thân bài thì sẽ có luận điểm đầu tiên là luận điểm khái quát về tác giả tác phẩm. Lúc bấy giờ các bạn sẽ trình bày cái gì? Chúng ta trình bày thông tin về tác giả, chúng ta trình bày thông tin về tác phẩm. Ok chưa ạ? Đồng ý với chị không nào? Nhớ nhá, phải viết thông tin liên quan đến tác giả tác phẩm ở trong luận điểm đầu tiên của phần thân bài. Và đây cũng chính là cái luận điểm mà chúng ta sẽ được điểm đấy. Các bạn sẽ có điểm cho luận điểm này, đó chính là luận điểm về khái quát tác giả tác phẩm. Rồi, sau khi mà các bạn đã khái quát tác giả tác phẩm xong, chị không nói lại thông tin về tác giả và tác phẩm nữa. Bởi vì sao? Trong sách giáo khoa các bạn đã có rồi. Và bây giờ thì chị sẽ nói về cái nội dung thông tin của từng khổ một. Các bạn sẽ phải đi phân tích cái gì nhá. Nào, đối với mùa xuân nho nhỏ thì chúng ta sẽ chia ra làm bao nhiêu phần ạ? Các bạn sẽ chia mùa xuân nho nhỏ ra làm bao nhiêu phần? Nói cho chị biết xem nào. Bố cục của mùa xuân nho nhỏ là bao nhiêu phần? Các bạn nói đi. Nói đi. Bây giờ phải comment. Comment xuống cho chị biết là các bạn phân chia bố cục của mùa xuân nho nhỏ ra làm bao nhiêu phần. Khi mà chị đọc được comment thì chị mới giảng tiếp. Học lại được ạ. Học lại được ạ. Phần video này chị không xóa nhá, chị sẽ không xóa, thế cho nên là các bạn vẫn xem lại bình thường. Rất là thương mấy đứa thi vòng 10 đúng không? Các bạn học rất là nhiều, các bạn học rất là nhiều môn, thế cho nên là mọi video ôn thi vòng 10 chị không xóa mà các bạn vẫn có thể vào đây xem lại được nhá. 4 phần. Ok. Nào. Là những phần nào? 4 phần là những phần nào? Hả? Rồi, tốt, chị thấy các bạn đã trả lời khá là đúng rồi đấy. Phần 1 của chúng ta, theo như sách, chị nói là gì ạ? Chính là cái cảm xúc của mùa xuân thiên nhiên. Rồi, khổ 2 và khổ 3, chúng ta sẽ thấy đó chính là cảm xúc trước mùa xuân đất nước. Tiếp theo, khổ 4 và khổ 5 chính là ước nguyện của nhà thơ. Và cuối cùng là khổ 6 đấy, lời ngợi ca đất nước qua điệu dân ca xứ Huế.
Rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nói về các khổ này nhá. Sẽ cùng nhau đi nói về các khổ này nhá. Và trước khi mà đi nói về các khổ này, trước khi đi phân tích các khổ này thì các bạn ơi, rồi đây là sách gì chị sẽ nói qua một chút. Đây chính là cái cuốn tài liệu của khóa học chạy văn. Khi mà các bạn đăng ký khóa học chạy văn, khóa học cuối cùng dành cho các bạn học sinh lớp 9 ôn thi vào 10 á, thì các bạn sẽ được tặng cuốn tài liệu này. Tuy nhiên là sẽ có một cái cơ hội nữa cho các bạn, nếu mà các bạn không đăng ký, không có cái cơ hội, không có cái khả năng để đăng ký khóa học, thì các bạn hoàn toàn có thể mua riêng cái cuốn tài liệu này nhá. Hiện tại thì cái cuốn tài liệu này có bán riêng đấy ạ. Có bán riêng và có tất cả những cái phần kiến thức liên quan đến các tác phẩm ôn thi vào 10. Thì các bạn có thể nhắn tin về cho admin để hỏi về cuốn tài liệu của khóa chạy văn nhé. Và chị lưu ý với các bạn là có một cái điều khá là may mắn khi mà đối với các bạn học sinh ở cái thời điểm hiện tại á, nếu mà các bạn chưa chưa có thể là chưa thi vào mùa, chưa có cái dịp là mua sách ôn thi vào 10, thì các bạn có thể nhắn tin về cho bếp. Thì hiện tại đang có những cái combo sách mà được tặng sách đấy, mua sách được tặng sách đấy, thì các bạn có thể nhắn tin về để các anh chị admin có thể tư vấn cho các em nhá. Rồi, còn bây giờ thì quay trở lại cùng với chị với mùa xuân nho nhỏ. Với mùa xuân nho nhỏ. Thì các em có thể thấy này, chúng ta thấy rằng là đây là một bài thơ rất là hay, đúng không? Một bài thơ rất là hay. Chúng ta thấy được rằng là mùa xuân đấy là mùa của khởi đầu, đúng không? Nó thường gợi lên trong mỗi chúng ta cái niềm khao khát và cái niềm hy vọng. Và đúng như vậy, mở đầu cái bài thơ này giống như một cái tiếng hát reo vui đón chào một mùa xuân đẹp đã về. Và trên cái dòng sông xanh của quê hương mọc lên một bông hoa tím biếc, một cái tín hiệu của mùa xuân được đón nhận bằng niềm hân hoan vui sướng. Mọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc, ơi con chim chiền chiền hót chi mà vang trời, từng giọt long lanh rơi tôi đưa tay tôi hứng. À vậy thì các bạn ơi, nhìn vào câu thơ này, chúng ta thấy ngay từ cái phần mở đầu, tác giả đã sử dụng một cái nghệ thuật mang tên nghệ thuật đảo ngữ ở cái động từ mọc, đúng không? Đảo ngữ ở động từ mọc. Nào, tác giả đã để từ mọc lên đầu tiên. Mọc có nghĩa là gì? Cây cối đâm chồi nảy lộc. Và cái việc đảo cái động từ mọc lên trên đầu câu thơ đã để tô đậm cái sức sống mạnh mẽ, sức bật đến bất ngờ của một bông hoa trên dòng sông xanh. Và nó cũng gợi liên tưởng về một bông hoa đang từ từ vươn lên trên mặt nước tràn đầy cái sức xuân và sắc xuân. À, ở trong thơ Thanh Hải, chúng ta thấy được là gì ạ? Cái mùa xuân á, mùa xuân trong thơ Thanh Hải nó có đường nét và rất có cái nội lực. Nếu mà ví mùa xuân nho nhỏ là một bức tranh xuân xứ Huế thì Thanh Hải hẳn là một người nghệ sĩ rất là tài hoa. Bởi vì sao? Bởi vì cái bức tranh đó được chấm phá bằng hình ảnh chọn lọc và giàu sức gợi cảm. Dòng sông xanh, bông hoa tím rồi có cả chim chiền chiền. Có cả chim chiền chiền. Đúng không ạ? Đúng không nào? Rồi, và tất cả đó nó chính là những cái hình ảnh đó. Nó chính là những cái hình ảnh, những cái tín hiệu đặc trưng của mùa xuân xứ Huế. Và nói đến xuân ấy, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thường liên tưởng chung là những cái mầm xanh, là những cái chồi biếc. Nó như là những cái sự mẫu mực chung của mùa xuân rồi. Nhưng mà nói đến xuân xứ Huế thì hẳn không thể thiếu cái gì ạ? Thiếu dòng sông. Không thể thiếu dòng sông. Không thể thiếu cái bông hoa tím biếc của sông Hương được. Và chúng ta có thể tưởng tượng được cái không khí của mùa xuân, đúng không ạ? Chúng ta không tưởng tượng được là cái không khí của mùa xuân không có chim hót, không có hoa nở. Chúng ta có tưởng tượng được không? Không. Rõ ràng là không thể tưởng tượng được. Bởi vì mùa xuân là mùa của sức sống mà. Nó sẽ có tất cả những cái âm thanh như vậy đó, và gợi lên một cái không gian mênh mông sóng nước và một cái bầu trời cao rộng. Bức tranh này á, nó mở ra đủ chiều rộng này, chiều cao này, rồi chiều sâu, chiều dài, nhưng mà vẫn rất là yên tĩnh. Thế thì cho nên chỉ cần có một cái tiếng chim hót trong trẻo thanh thanh của chú Triển Triển nhỏ nhắn mà thôi, nó đã phá vỡ cả cái không gian của mùa xuân tĩnh lại rồi. Và để cho cái bức tranh thiên nhiên mùa xuân nó hài hòa hơn, nó tươi sáng hơn, thì Thanh Hải đã sử dụng cái gam màu gì ạ các bạn? Các bạn nhận xét về gam màu cho chị nhá. Gam màu ở đây là gam màu gì? Gam màu gì ạ?
À, chúng ta thấy được là gam màu tươi tắn chính là màu xanh và màu tím. Nó có một cái sự kết hợp của gam màu, đây là gam màu lạnh đúng không ạ? Gam màu lạnh của màu xanh, gam màu nóng là gam màu tím. Nếu như chúng ta thấy được rằng là mùa xuân trong thơ Tố Hữu, mùa xuân mơ nở trắng rừng, thì ở đây Thanh Hải chỉ say đắm một cái đóa lục bình tím mà thôi. Và khi mà các bạn đọc lên cái câu thơ thứ hai á, chúng ta tưởng chừng như vô lý, một bông hoa tím biếc, à giữa cái dòng sông kia sao lại là một bông hoa tím biếc mà không phải là nhiều bông hoa tím biếc? Thế nhưng mà đằng sau cái vô lý đó ấy, nó lại là một cái sự logic có lý của cảm xúc. Rõ ràng là nếu mà các bạn bình sâu vào những câu thơ này, nếu mà các em bình sâu vào những câu thơ này thì chúng ta có thể thấy được đây là một cái bút pháp chấm phá cùng cái điểm nhìn đặt vào một cái bông hoa nhỏ bé giữa dòng sông. Nó đã phần nào tạo lên một cái điểm nhấn cho bức tranh, là một bông nhưng không hề gợi ra cái vẻ cô đơn lẻ loi, mà trái lại đó là cái cảm giác say mê ngắm nhìn, tận hưởng cái cảnh đẹp của tạo hóa một cách trọn vẹn. Và tiếp theo, đến với những câu thơ tiếp, tác giả đã nói cái gì? Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. Đúng không? Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. À, vậy thì các bạn ơi, khi đối diện với cái vẻ đẹp ấy, cho dù là ai cũng phải ngỡ ngàng, ai rồi cũng phải xao xuyến và say sưa thôi. Đúng không ạ? À, ở đây thì chị đang thấy có bạn bảo bài lắc. Các bạn ơi, các bạn có nghe rõ chị nói và nhìn rõ chị không ạ? Các bạn có đang nghe rõ chị nói không? Không phải chị lại đang say sưa nói quá mà lại không để ý đến các bạn. Rồi, các em có đang nghe rõ chị nói không ạ? Comment nó chị để chị biết để chị giảng tiếp nhá. Comment nó chị biết để chị giảng tiếp ạ. Không là chị cứ thao thao bất tuyệt giảng cho các bạn thôi. Mạng hơi lag á. Có phải mạng lag không ạ? Những bạn mà muốn tham khảo cuốn sách này thì các em nhắn về bếp nhá. Các em nhắn về bếp đi ạ. Em phải nhắn là chị ơi cho em tham khảo cuốn tài liệu khóa học chạy văn, là các anh chị admin sẽ gửi thông tin cho các em và gửi bản đọc thử cho các em nhé. Ok, thế thì nghe được đúng không? Thế thì quay trở lại cùng với chị nhá. Đang cái mạch mà thường thường ấy, khi mà chị giảng văn là chị có một cái thói rất là xấu, đó là chị giảng là chị cứ thao thao bất tuyệt chị nói thôi, chị không dừng lại được đâu. Thế cho nên là các bạn cũng thông cảm với chị, khi mà chị đã phiêu theo cái dòng cảm xúc rồi thì là các bạn cũng phải thông cảm là chị sẽ không đọc được comment của các em nhá. Rồi, nào, tập trung vào những cái câu thơ này đó chị. Từng giọt long lanh rơi, tôi đưa tay tôi hứng. À, vậy thì rõ ràng là mùa xuân nó không chỉ hiện hữu qua màu sắc, qua đường nét, mà còn hài hòa với cả âm thanh, rồi về cả hình ảnh. Cái hình ảnh là gì ạ? Giọt long lanh rơi. Thế thì giọt long lanh ở đây là giọt gì? Các bạn có đặt ra câu hỏi như thế không? Giọt long lanh là giọt gì? À, giọt long lanh là giọt sương mai hay là giọt âm thanh của tiếng chim triền triền đây? Cái sự chuyển đổi cảm giác đã khiến cho âm thanh như mang hình, mang khối, mang cái màu sắc lấp lánh, tinh khiết. Và cái hình ảnh đó nó đã đem lại cho chúng ta một cái sự liên tưởng đầy chất thơ, đúng không ạ? Một cái sự liên tưởng đầy chất thơ. Nào, các bạn có thể hình dung, đó có thể là giọt mưa xuân, đó cũng có thể là giọt sương buổi sớm. Dưới ánh sáng của mặt trời thì trở nên long lanh và đẹp đẽ, nên thơ hơn, đúng không ạ? Sương trắng nhỏ đầu cành như giọt sữa, đúng không? Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa. Đó, núi uốn mình trong chiếc áo the xanh, đổi thoa son làm gì ánh bình minh. Các bạn có thể lấy những câu thơ như vậy để liên hệ nhá. Đó. À, rồi vậy thì nhìn này. Đó, chúng ta thấy là trong cái mối quan hệ của câu thơ trước. Câu thơ trước là gì? Hót chi mà vang trời. Thế thì xuống đây, từng giọt long lanh rơi. Thế trong cái mối quan hệ với cái câu trước thì chúng ta thấy là rõ ràng chúng ta có thể hiểu, có cơ sở để có thể hiểu là tiếng hót của chim chiền chiền, đúng không ạ? Từng giọt long lanh chính là cái tiếng hót của con chim chiền chiền, nó vang vọng nhưng mà không tan biến trong không gian, mà nó đọng lại thành từng giọt trong vắt. Đó, nó đọng lại thành từng giọt trong vắt, long lanh mà.
như một cái thứ tạo quà tặng rất là riêng của thiên nhiên xứ Huế. Thì Thanh Hải đã vội vàng đưa cái đôi bàn tay lên nâng niu, đúng không ạ? Hứng đấy, cái hành động là hứng. Thế thì cái tiếng chim từ chỗ được cảm nhận bằng thính giác chuyển thành thị giác, rồi lại xúc giác, để cho tác giả có thể cảm nhận được một cách rất là trọn vẹn. Đó chính là nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, được Thanh Hải sử dụng một cách tài tình và tinh tế. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở trong đây đã phân tích rất là kỹ cho các bạn về cái tiếng gì ạ? Giọt long lanh rồi. Về cái giọt long lanh rồi, đúng không ạ? Đó. Rồi, vậy thì chúng ta thấy được rằng là ấn tượng nhất ở trong bức tranh này ấy chính là cái chi tiết từng giọt long lanh. Cái giọt long lanh rơi, đúng không? Thì đây chính là cái câu thơ mà chị coi là một cái câu thơ đắt giá. Một cái câu thơ đắt giá, và nó sẽ giúp cho các bạn tỏa sáng được khi mà các bạn phân tích. Nếu mà bạn nào bình sâu được vào cái chi tiết này thì các bạn thực sự sẽ tỏa sáng khi mà nếu mà các bạn thi vào 10 bài, vào cái bài mùa xuân nho nhỏ này đấy. À, chúng ta rõ ràng là khi mà chúng ta đặt cái câu thơ này vào trong cái hoàn cảnh sáng tác của bài thơ, giữa cái tiết trời đông lạnh giá hanh khô của xứ Huế, hóa ra cái giọt sương ấy nó không chỉ đơn thuần là hình ảnh tả thực, nó còn được tạo ra dưới cái hình thức nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác từ nghe sang nhìn. Lúc này thì Thanh Hải đang nằm ở trên giường bệnh. Làm sao mà tác giả có thể đưa mắt ngắm nhìn giọt sương nhỏ bé ở tận tít trên chỗ xa kia thế kia, đúng không? À, và có lẽ là chính cái tâm hồn nhạy cảm, đầy luyến ái đã gợi cho nhà thơ những vẻ đẹp chỉ có thể cảm nhận bằng toàn bộ trái tim mình mà thôi. Và ta hiểu cái giọt long lanh ấy chính là giọt âm thanh của tiếng chim, của sức sống mùa xuân đang phơi phới căng tràn trong lòng ngực. Và Thanh Hải dường như đã quyện hòa hoàn toàn trong thiên nhiên từ lúc nào mà chẳng hay nữa rồi. Đó nhá. Và tiếp đến tác giả nói cái gì? Tác giả nói cái gì? Đấy chính là những cái câu thơ cuối. Và tiếp này, tôi đưa tay tôi hứng. À, tôi đưa tay tôi hứng thì các bạn nhận xét như thế nào? Rõ ràng là ở đây ý, thì tác giả đang dùng cái đại từ tôi, nó được điệp lại hai lần và đi liền với cái hành động là gì ạ? Hứng, đi liền với cái hành động là hứng. À, đã cho thấy được cái thái độ trân trọng của tác giả trước vẻ đẹp của thiên nhiên, và nó gợi ra cái sự tận hưởng chiếm lĩnh và giao hòa với mùa xuân. Đó, đấy nhá. Và chỉ bằng một vài nét vẽ như vậy thôi, đan xen một chút chất nhạc như vậy thôi, thì tác giả đã khắc họa được một cái bức tranh có cái hồn của xuân xứ Huế. Nó đầy đủ màu sắc, hình ảnh, âm thanh, và từ đó bộc lộ được cái niềm say sưa ngây ngất của tác giả trước thiên nhiên và đất trời. Đó chính là khổ thơ đầu tiên trong bài thơ mùa xuân nho nhỏ. Tiếp đến khổ thơ thứ 2 và 3 nào. Khổ thơ thứ 2 và 3. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy trên lưng. Mùa xuân người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Đất nước 4.000 năm, vất vả và gian lao. Đất nước như vì sao, cứ đi lên phía trước. Rồi, thế thì chúng ta nhìn thấy là ở đây luận điểm của nó là gì? Luận điểm của nó là gì ạ? Chị lại không đọc được comment của em rồi, để chị xem lại nhé. Chị đã xem lại, bắt đầu là xem lại được comment của các bạn nào. Nào, ở đây thì chúng ta chia hai khổ này, liệu rằng là hai khổ này có nói về hai cái nội dung khác nhau không ạ? Nó có nói về hai cái nội dung khác nhau không? Hả các em? Nào, nhìn vào nhá, chúng ta thấy được đầu tiên. Này, đầu tiên, khổ thơ thứ hai đang đi nói về cái gì? Đây chính là cái phần mà các bạn sẽ phân chia luận cứ khi mà các bạn đi thi đấy. Và đây cũng chính là cái khổ. Đâu, khổ này, khổ đằng sau sẽ là khổ hay thi. Khổ này cũng hay thi nhưng mà sẽ không nhiều bằng khổ đằng sau. Thế thì chị sẽ giảng nhanh qua cái khổ này để chị nói về khổ đằng sau sẽ là cái khổ hay thi của các bạn nhá. Đầu tiên đó chính là khổ thơ thứ hai. Thì đối với khổ thơ thứ hai chị gọi là mùa xuân của con người. Các bạn ghi vào nhá. Đây chính là mùa xuân của con người. Vậy thì trong mùa xuân của con người các bạn cần để ý những chi tiết nào? Từ cái vẻ đẹp của mùa xuân quê hương thì Thanh Hải đã mở rộng để khám phá, ngợi ca cái vẻ đẹp của mùa xuân đất nước.
đúng không ạ? Mùa xuân của đất nước, mùa xuân người cầm súng lục sắt đầy trên lưng, mùa xuân người xa đồng lộc trải dài nước mạc. Thế thì nhà thơ cảm nhận cái mùa xuân đất nước qua cái gì? Qua hình ảnh sóng đôi, người cầm súng và người xa đồng. Nào, người cầm súng, đúng không ạ? Người xa đồng, đây chính là hai cái cặp hình ảnh sóng đôi. Nó biểu tượng cho cái gì? Biểu trưng cho hai cái nhiệm vụ chiến lược quan trọng của đất nước ta. Là gì? Cùng chiến đấu ở tiền tuyến và lao động xây dựng hậu phương vững chắc. Người cầm súng ở đâu? Ở trong chiến trường, đúng không? Người ra đồng chính là hậu phương. Đó, các bạn có thể phân tích như vậy. Thế thì hình ảnh người cầm súng đi liền với hình ảnh lộc dắt đầy trên lưng, nó gợi ra cho chúng ta một cái liên tưởng đến vòng lá ngụy trang của người chiến sĩ đang nảy những chồi non lộc biếc cùng các anh ra trận để bảo vệ tổ quốc. Rồi tiếp theo, hình ảnh người ra đồng thì sao ạ? À, nó đi liền với hình ảnh lộc trải dài nương mạc, gợi cho chúng ta liên tưởng đến những cánh đồng màu mỡ, xanh tươi của những bàn tay khéo léo gieo trồng của người nông dân. Và họ như mang cả mùa xuân cho đồng ruộng, gieo cái màu xanh của hạnh phúc ấm no. Và rõ ràng ở những câu thơ này, nhà thơ đã gợi thấy cho chúng ta một cái mối quan hệ giữa con người và mùa xuân. Mùa xuân phát triển sinh sôi theo bước chân của con người, và con người lại gieo lộc xuân góp vào mùa xuân của đất trời. Thấy không nào? Nhớ. Và cái điều tiếp theo mà các bạn phải để ý ở trong những câu thơ này chính là cái điệp từ đây này. Mùa xuân, lộc, lộc. Đó, bình thường các bạn có để ý như thế không? Các bạn có phân tích như vậy không? Các bạn phải để ý nhá. Điệp từ mùa xuân, đó, điệp từ lộc, nó được nhắc đi nhắc lại đấy. Nó gợi ra cái gì? Bây giờ nó phải gợi ra cái gì cơ? Bao giờ cũng vậy, những biện pháp tu từ khi mà nhà thơ, nhà văn đã sử dụng thì chắc chắn nó sẽ có một cái tác dụng nào đó, nó sẽ nhấn mạnh một cái gì đó. Và ở đây, điệp từ mùa xuân và điệp từ lộc á, nó gợi cho chúng ta một cái quang cảnh của mùa xuân tươi đẹp, đang vươn những chồi non lộc nõn. Ẩn dụ tượng trưng cho một cái tín hiệu, cho một cái thành quả trong công cuộc xây dựng, sản xuất và chiến đấu, là cái thành quả của cuộc cách mạng Việt Nam trên khắp các mặt trận giải phóng dân tộc. Cái điệp từ lộc kết hợp với cái gì? Dắt đầy, rồi lại gì ạ? Trải dài. À, nó gợi ra cái màu xanh của sức xuân bất tận. Đó, và từ những cái suy nghĩ rất là thực về đất nước, nhà thơ đã đi đến một cái khái quát là gì? Tất cả như hối hả, tất cả thì như xôn xao. À, và cái từ tất cả ấy, khi mà chúng ta đọc lên chúng ta thấy nó cho thấy một cái tinh thần dân tộc, một cái tinh thần đoàn kết của những con người trong thời đại mới. Hối hả? Sao lại là hối hả? À, rõ ràng cái từ hối hả này, bản thân của nó đã diễn tả một cái nhịp điệu khẩn trương tất bật. Rồi cái từ xôn xao nữa. Xôn xao thì sao? À, nó bộc lộ một cái tâm trạng náo nức và rộn ràng. Và cái điệp từ tất cả đi liền với cái từ lấy biểu cảm như là hối hả và xôn xao ấy, nó đã làm cho cái nhịp thơ trở nên nhanh, trở nên gấp hơn, gợi một cái nhịp sống không khí sôi động, hối hả khẩn trương trong cái nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Và cả cái dân tộc lúc bấy giờ bước vào mùa xuân với cái khí thế là gì ạ? Khẩn trương, náo nhiệt và hân hoan. Đó, thế thì bên này chị vừa nói rồi, các bạn sẽ chia luận điểm với chị ra là đây là mùa xuân của con người. Thế thì sau khi mà đã nói xong mùa xuân của con người rồi, thì nhà thơ đã bày tỏ cái niềm tự hào và niềm tin tuyệt đối vào tương lai tươi sáng của đất nước. Mùa xuân đất nước, đúng không ạ? Ở đây, mùa xuân hoặc là tương lai tươi sáng của đất nước, nó sẽ nằm ở trong khổ thơ thứ 3. Nhớ nhá, trong cái luận điểm lớn sẽ có hai luận cứ nhỏ để các bạn đi phân tích. Một là mùa xuân của con người, hai là cái tương lai tươi sáng của đất nước. Chia như thế ra để dễ phân tích nhá. Nhớ đấy, đấy là phần chị chia cho các bạn để các bạn có thể dễ phân tích hơn. Vậy thì nhìn vào đây này. Đất nước 4.000 năm vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. À, vậy thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy rồi. Đất nước chúng ta trải qua 4.000 năm dựng nước và giữ nước, đã có bao nhiêu cái vất vả và hy sinh. Cái hệ thống tính từ vất vả và gian lao á,
Nó đã giúp cho tác giả đúc kết một cái chặng đường 4.000 năm dựng nước và giữ nước với bao nhiêu là thăng trầm và thử thách. Và trong suốt cái chiều dài lịch sử ấy, đất nước ta đã trải qua biết bao nhiêu là đau thương và mất mát. Xong thì nó đã khẳng định được cái sức mạnh, cái ý chí và bản lĩnh của dân tộc. Cả ngàn năm đô hộ, nhưng mà chúng ta thì sao? Vẫn giữ được tiếng nói riêng đấy thôi. Chúng ta vẫn có văn hóa riêng của dân tộc mình. Chúng ta không bị đồng hóa bởi bất kỳ một cái thế lực nào cả. Đúng không ạ? Và cái hình ảnh này, chú ý tập trung với chị vào cái hình ảnh đất nước như vì sao. Nhá, tập trung vào cái hình ảnh này. Đất nước như vì sao. À, vậy thì đây chính là một cái hình ảnh nó đã gợi lên những cái liên tưởng. Liên tưởng đến cái gì? Đến nguồn sáng lấp lánh tồn tại vĩnh hằng trong không gian và thời gian. Nó còn gợi liên tưởng đến cái biểu tượng thiêng liêng trên lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta đấy. Cái ngôi sao đấy, đúng không ạ? Cái ngôi sao vàng ở giữa cái lá cờ tổ quốc, với biết bao nhiêu là cái sự kiêu hãnh và biết bao nhiêu là cái sự tự hào. Nhớ phân tích như thế nhá. Bình thường có thể là các bạn không được nói đến những cái chi tiết như vậy đâu, nhưng mà ngày hôm nay những bạn ở đây mà nghe chị nhớ phải phân tích như thế. Đây chính là những cái điểm nhấn, cái điểm khác biệt của các bạn so với các bạn khác. Các bạn khác không được nghe thì các bạn sẽ không phân tích sâu được như thế. Nhưng mà hôm nay mình ở đây thì chắc chắn mình phải nhớ được những cái chi tiết như vậy để đưa vào bài phân tích. Đó, cái hình ảnh đất nước như vì sao đây này. Nó gọi đến cái gì? Gọi đến nguồn sáng lấp lánh, tồn tại vĩnh hằng trong cái không gian. Nó gọi đến cái hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc với cái sự kiêu hãnh và niềm tự hào. Nó còn gọi cái gì nữa? Gọi ý nghĩa về dân tộc Việt Nam ta trong suốt chiều dài lịch sử. Từ trong đêm tối nô lệ, đã phá tan cái xiềng xích thoát khỏi phong kiến thực dân đế để tỏa sáng như vì sao. Và cuối cùng, nó còn là cái niềm tin của tác giả vào một tương lai tươi sáng rộng mở, với khí thế đi lên mạnh mẽ, không có gì có thể ngăn cản được. Được chưa? Được chưa nào? Chỉ một câu thơ thôi mà có thể bốn cái liên tưởng gợi ra cho chúng ta rồi. Và tiếp đến các bạn để ý hơn chỉ về điệp từ đất nước. Đất nước 4.000 năm rồi, đất nước cứ như vì sao. Đó, nó diễn tả cho chúng ta một cái sự vận động liên tục đi lên của lịch sử, khẳng định một cái sự trường tồn vĩnh cửu của đất nước. Từ cứ đây này, từ cứ, đúng không ạ? Cứ nào, từ cứ. Thì các bạn có thể thấy rằng là đối với cái từ cứ ấy, nó tạo ra một cái sự tiếp diễn của thời gian, mà lại còn kết hợp với cả cái từ đi này nữa. À, lúc này thì nó đã thể hiện một cái sự quyết tâm cao độ rồi, một cái ý chí và cái niềm tin sắt đá của nhà thơ và cả dân tộc về tương lai tươi sáng của đất nước. Một dân tộc sẽ luôn luôn trường tồn, mãi mãi phát triển. Đúng không? Đấy nhá, đấy chính là về khổ 2 và khổ 3. Chị chỉ nói thế thôi, đứa nào ghi được thì ghi nhá. Còn muốn học sâu hơn nữa thì đăng ký khóa chạy văn. Sẽ được gặp các chị để các chị giảng sâu hơn cho các bạn và sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi chép. Nào, tiếp theo. Đó chính là khổ 4 và 5. Ước nguyện của nhà thơ. Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. Và các bạn ơi, nhớ này, đây chính là phần trọng tâm ôn thi của các bạn nhá. Đây chính là một cái phần rất hay cho vào bài thi. Đó, chị lưu ý với các bạn một điều như vậy. Đây chính là những khổ thơ rất hay xuất hiện trong các đề thi. Và người ta sẽ hỏi với nhiều dạng thức khác nhau. Người ta có thể hỏi là gì ạ? Em hãy trình bày về ước nguyện của nhà thơ Thanh Hải trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Thì chắc chắn khi mà nhắc đến từ ước nguyện, các bạn sẽ biết là khổ thơ nào các bạn sẽ phải phân tích rồi. Hoặc là người ta sẽ không nói thẳng cho các bạn là ước nguyện của nhà thơ, mà các bạn, người ta sẽ cho các bạn hai khổ thơ như thế này và buộc các bạn là phải đi phân tích. Hiểu không ạ? Hiểu không? Đấy nhá, thì đấy chính là về cái cách thức người ta sẽ ra đề cho các bạn khi mà hỏi về những câu thơ này. Vậy thì với những cái câu thơ này các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ phải chú tâm vào cái gì? Nào,
Rõ ràng là từ những cái cảm xúc vui mừng say sưa ngây ngất trước cái vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời xứ Huế vào mùa xuân và cái tương lai của đất nước, thì nhà thơ Thanh Hải đã có những cái lời ước nguyện, đúng không ạ? Ta làm con chim hót, ta làm một cành hoa, ta nhập vào hòa ca một nốt trầm sao xuyến. Vậy thì nhà thơ đã đổi cái đại từ nhân xưng từ đâu? Trước đây chị đã nói rồi, từ tôi, đúng không ạ? Từ đại từ tôi sang đại từ ta. Đó, bây giờ là ta rồi này, bây giờ là ta rồi. Đó. Thế thì cái đại từ ta này nó đã bộc lộ một cách trực tiếp về cái tâm niệm của tác giả. Nếu như ở khổ thơ đầu á, thì nhân vật trữ tình xưng là tôi, tức là cái tôi riêng của thi nhân, thì đến đây Thanh Hải đã chuyển thành ta. Khi mà nói đến ta, nghĩa là cái đại từ này chỉ chung cho tất thảy mọi người. Và nhà thơ như đã hòa nhập cái hồn mình vào trong tâm hồn của tạo vật và hòa vào cả con người để có thể nói hộ cái tiếng nói chung, cái tiếng nói của vô vàn những người khác. À, ở đây thì các bạn sẽ để ý cho chị cái điệp từ, đúng không ạ? Cái điệp cấu trúc ngữ pháp là ta làm này, ta nhập này, nó được đặt ở vị trí ngay đầu câu của ba câu thơ, đã khiến cho cái nhịp điệu của thơ nó trở nên nhẹ nhàng, khiến cho câu thơ như một cái lời thủ thỉ tâm tình về ước nguyện hóa thân, cái ước nguyện hiến dâng cho quê hương, cho đất nước của nhà thơ vậy. Rồi tiếp theo, hình ảnh con chim hót, hình ảnh cành hoa, hình ảnh nốt trầm sao xuyến là những cái hình ảnh rất là giản dị. Vậy thì nói giản dị, các bạn phải đưa ra được các chị là tại sao mà chúng ta nói đó là giản dị. Bởi vì sao? Con chim thì cất cao tiếng hót để làm vui cho đời, cành hoa thì điểm sắc để tô thắm cho mùa xuân, nốt trầm trong muôn nốt nhạc để góp phần vào cái bản hòa ca muôn điệu. Và đó là những cái hình ảnh hết sức là giản dị, hết sức là nhỏ bé, nhưng nó lại vô cùng tinh túy và đã cho thấy được cái ước nguyện khiêm nhường mà cao quý của Thanh Hải. Đó, những cái hình ảnh này nó có cái sự đối ứng chặt chẽ với những cái hình ảnh ở mở đầu câu thơ, mở đầu bài thơ đấy. Các bạn thấy không? Con chim sinh ra để làm gì? Để dâng cái tiếng hót cho đời. Đã là con chim chiếc lá thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh cơ mà. Tô Hưu đã nói thế rồi cơ mà. Thế thì ở đây, một cái điều tất yếu thôi. Ở trên đầu thì chúng ta thấy là bọc giữa dòng sông xanh một bông hoa tím biếc ơi, con chim chiền chiền hót chi mà vang trời. Đến đây là tác giả lại bắt đầu ước nguyện thành con chim rồi. Để có thể làm gì? Nhập vào con chim có thể hót, đúng không? Con chim thì phải hót cho đời rồi. Bông hoa sinh ra là để tỏa hương tỏa sắc. Bản hòa ca thì tưng bừng rộn rã, nhưng mà nó cũng không thể thiếu được cái nốt trầm được. Và chúng ta vẫn thường ví von cái hình ảnh là gì ạ? Cuộc đời giống như một cái bản nhạc ấy, nó có lúc thăng lúc trầm, nó có cái những cái lốt mà trầm bổng khác nhau, đúng không ạ? Có lên cao thì cũng phải có xuống thấp. Thế thì đấy, cuộc đời ta tưng bừng rộn rã thì cũng không thể nào mà thiếu những cái nốt thăng trầm sao xuyến được. Và điều đó gợi cho chúng ta liên tưởng đến cái mối quan hệ cá nhân giữa cộng đồng, giữa con người và đất nước. Chẳng to tát, chẳng ồn ào, mà cái ước nguyện của Thanh Hải á, nó giống như ước nguyện của ai ạ? Của ai mà các bạn đã được học rồi? Bây giờ có bạn nào trả lời được cơ chị nè? Đáng được biểu dương nè. Bây giờ khi mà đọc đến cái văn bản nãy đi, đọc đến những cái câu thơ này thì các bạn liên tưởng đến ai? Đến ai trong chương trình ngữ văn lớp 9 cũng có cái ước nguyện rất là nhỏ bé giống như Thanh Hải? Nào, lại bắt đầu chờ đợi comment nào. Chờ đợi các em comment nào. Nào, để xem là bây giờ là cái việc là học kiến thức nền nó đến đâu rồi nào. Xem là có liên tưởng được không nào. Mua sách này ở đâu vậy chị? Mua sách này em nhắn tin về bếp cho chị nhá. Nhắn tin về bếp cho chị hỏi là cuốn tài liệu khóa học chạy văn. Tài liệu khóa học chạy văn ạ. Các bạn ơi, khi mà các bạn đọc đến câu thơ này, đây cũng chính là cái phần mà chị hướng dẫn các bạn liên hệ mở rộng đấy. Liên hệ mở rộng là ở đây chứ ở đâu? Thế bây giờ là có biết được là khi mà nói đến cái khổ thơ này thì chúng ta sẽ liên hệ với ai không? Chúng ta sẽ liên hệ với nhân vật nào không? Không ai trả lời à? Không ai biết à? Có biết không? Không biết thì bảo là không biết, để chị nói. Dễ lắm. Trời ơi, nói ra xong rồi lại biết ngay mà. Rồi, chị thấy rồi, chị thấy những đứa trả lời đúng rồi đấy. Anh thanh niên các em ạ. Và chúng ta sẽ có những cái đề liên hệ như vậy đấy. Và chúng ta thấy rằng là
Cái ước nguyện của nhà thơ Thanh Hải nó rất giống ước nguyện của anh thanh niên trên đỉnh núi Sapa, cao hơn 2.600 mét, đúng không ạ? Trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long, họ là những con người có lối sống giản dị, không phô trương, thâm trầm nhưng sâu sắc. Và một lần nữa ta như động lòng trước một tấm lòng sứ điệp nơi nhà thơ. Tác giả đã cống hiến cho đời, cho đất nước, và đấy chính là một cái lẽ sống tốt đẹp mà Thanh Hải thì luôn muốn theo đuổi. Và chính từ cái khát vọng sống cao quý ấy, tác giả đã nâng lên thành một cái lý tưởng sống cao cả. Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời, dù là tuổi 20, dù là khi tóc bạc. À vậy thì chúng ta nhìn thấy được rằng là tác giả xin được làm một mùa xuân nho nhỏ để góp phần làm đẹp trong mùa xuân lớn của dân tộc. Cái hình ảnh mùa xuân nho nhỏ nó gợi lên một cái cụ thể đẹp đẽ xinh xắn, đồng thời cũng là một cái ẩn dụ biểu lộ một lẽ sống cao đẹp, sống một cuộc đời đẹp như những mùa xuân và dâng hiến cho đời những gì đẹp đẽ nhất của mình. Đây chính là một hình ảnh ẩn dụ đặc sắc của nhà thơ Thanh Hải, thể hiện cái ước nguyện chân thành và khiêm tốn. Vậy thì chúng ta có nhận xét gì về câu thơ này? Chúng ta sẽ tập trung chỉ vào cái từ nho nhỏ nhá, từ láy nho nhỏ, tính từ nho nhỏ, nó thể hiện cái ước muốn khát vọng khiêm tốn và giản dị của nhà thơ. Nó gọi về những gì đẹp đẽ và tinh túy nhất của cuộc đời con người để góp cho mùa xuân của đất nước. Và rõ ràng tác giả ở đây đang sử dụng một cái phép đảo ngữ nhấn mạnh tính từ, đó là lặng lẽ dâng cho đời. Đảo cái tính từ lặng lẽ lên. À, rõ ràng là cho thấy được cái gì ạ? Thấy được cái vẻ đẹp của một tâm hồn, một lối sống và nhân cách. Mùa xuân của Thanh Hải thì không hề ồn ào, không hề khoa trương náo nhiệt, mà nó lặng lẽ hiến dâng, dâng cho đời là dâng một cách tự nguyện, không đòi hỏi cái sự đền đáp. Đó chính là một cái lẽ sống cống hiến đẹp đẽ vô tư trong sáng nhất của con người cần hướng tới. Và tiếp theo là điệp từ cấu trúc dù là và cái hình ảnh tương phản đấy, tuổi 20 khi tóc bạc, rõ ràng nó tương phản với nhau đúng không? Tương phản với nhau, lúc trẻ khi già. Đó, nó khiến cho cái lời thơ như một cái lời tự hứa, lời tự nhủ với chính mình. Tuổi 20 là tuổi thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Khi tóc bạc là cái tuổi khi mà con người đã già yếu. Thế thì cống hiến từ tuổi 20 đến khi tóc bạc, tức là cống hiến hết cả một cái cuộc đời. Và Thanh Hải ở đây đã muốn khẳng định một cái sự tồn tại bền vững của những khát vọng sống, lý tưởng sống là cống hiến, là hy sinh, đúng không? Đây chính là phần tổng kết cho những câu thơ ấy. Đây chính là những cái phần tổng kết cho những cái câu thơ đó, thì các bạn có thể nhìn thấy nhé. Và ngoài ra chị sẽ hướng dẫn các bạn, khi mà các bạn đi liên hệ với những câu thơ này, các bạn sẽ đi lấy câu thơ của ai đây? Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng. Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vừng mây ấm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Đây chính là những câu hát trong bài hát tự nguyện của Trương Quốc Khánh. Đó, thì các bạn có thể lấy đấy làm phần liên hệ mở rộng nhá. Và khổ thơ cuối cùng thì dễ rồi. Cái phần này thì các bạn đều biết rồi. Nó chính là cái lời ca ngợi đất nước qua cái điệu dân ca xứ Huế. Thì cái phần này chị sẽ không giảng lại nữa nhá. Mùa xuân ta xin hát câu Nam ai Nam bình, nước non ngàn dặm mình, nước non ngàn dặm tình, nhịp phách tiền đất Huế. Đó, thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy được rằng là gì ạ? Những cái phần, những cái điều mà Thanh Hải muốn gửi gắm, những cái điều mà Thanh Hải muốn gửi gắm vào những cái câu thơ cuối cùng. Đó. À, chúng ta thấy rằng là gì? Đặt trong cái hoàn cảnh lúc bấy giờ mới hiểu được cái tâm nguyện của người chiến sĩ cách mạng đã cống hiến trọn vẹn đất nước và sẽ không bao giờ có cái chết vì tới tận cùng cũng là khởi thủy qua những mầm sống. Mới bởi vì Thanh Hải trước khi mà sang thế giới bên kia ấy, ông đã gieo vào lòng người đọc những hạt giống của lẽ sống đẹp rồi. Với mùa xuân nho nhỏ thì đây chính là một cái tác phẩm. Các bạn có thể nói rằng là gì ạ? Nó góp phần vào cái nền thơ hiện đại Việt Nam, một bài thơ xuân đẹp. Và bài thơ này đã cho thấy một cái tâm hồn trong trẻo, một cái điệu thơ ngân vang xúc động của tác giả.
nó thể hiện một cái tình yêu mùa xuân gắn bó với tình yêu quê hương đất nước, được không nhá? Thì đấy chính là nội dung của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ mà chị muốn đem đến cho các bạn. Và có lẽ rằng là để hiểu sâu hơn, đây chỉ là cái phần mà chị tổng lược lại cho các em thôi. Còn để hiểu sâu hơn thì các bạn có thể tham khảo cái cuốn tài liệu của khóa học chạy văn này nhá. Các em có thể nhắn tin về fanpage hoặc chị Hiên trung học cơ sở lớp 6789 để tham khảo và mua cái cuốn tài liệu này. Và đây sẽ là cái cuốn tài liệu mà có cả phần viết mẫu lẫn phần kiến thức cơ bản cho các bạn để các bạn có thể học, được không? Đây, đó, có rất là nhiều những cái phần để cho các bạn học ở trong này. Đó, thì các bạn có thể tham khảo cái cuốn tài liệu này trong cái thời gian nước rút này nhá. Các em cứ nhắn về trên bếp là các anh chị có thể tư vấn cho các em và gửi cho các bạn cái bản đọc thử. Gửi cho các em cái bản đọc thử cho nên các em cứ yên tâm nha. Còn có lẽ là thời lượng của ngày hôm nay chị lên đây cùng với các bạn thì cũng hết rồi. Và chị chúc cho các em ở đây, những bạn mà đang ôn thi, đang mải miết ôn thi vào 10 á, sẽ thực sự là tập trung và có cái kết quả tốt trong cái quá trình ôn luyện các em nhá. Và hẹn gặp lại các bạn trong buổi tối thứ tư ở trên TikTok này, rồi buổi tối thứ năm hàng tuần ở trên fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở nha. Các bạn nếu mà chưa biết TikTok của Học Văn Chị Hiên thì các em có thể lên TikTok, các em tìm kiếm là TikTok Học Văn Chị Hiên thì lúc đấy sẽ ra, và cứ tối thứ tư hàng tuần thì chị sẽ like và chị sẽ dạy các bạn, chị sẽ dạy các bạn học ở trên đấy với những cái tác phẩm văn học lớp 9 nhá. Rồi, rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã vào đây học cùng với chị. Và đừng quên là để mua cuốn tài liệu khóa học chạy văn này, các em sẽ nhắn tin về bếp nhá. Và ngoài ra thì hiện tại Học Văn Chị Hiên đang có một khóa học cuối cùng dành cho các bạn học sinh ôn thi vào 10 đấy. Nếu mà các em đang khá là gọi là trông chênh với những cái kiến thức của mình thì các em có thể tham khảo cái khóa học này. Và đây là một cái khóa học đang có cái mã giảm giá hay sao đấy. Thì các em cứ nhắn về bếp thì các anh chị sẽ tư vấn cho nha. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái buổi hôm sau nha. Bye bye.